em chào các bác nhá, à, em lâm đây, lại tiếp tục quay cho các bác à, bếp ga đây. thì hôm qua bận không lên video được vì à, bán cũng à, rất là nhiều. thì à, hiện tại thì à, em cũng đang à, lên một loạt mới đây. đấy thì à, em có quay qua cửa hàng em trước để bác nào mới bếp kênh thì có thể bếp kênh nhỉ em. thì hiện tại thì em đang xả lố bếp ga. đấy dịp cuối năm, đấy bác nào mà đang tìm mua bếp ga thì xem được video này thì cứ alo cho em, cứ alo là mua được bếp thì tầm trên một triệu đến 3 triệu quay đầu. Tầm giờ là chỉ còn 3 triệu quay đầu thôi Toàn đời cao luôn Toàn 24 đến tận 2019, 2020 Đấy Bắt đầu lấy thì alo em hai số này Số đầu tiên là số 0377996066 6066 Số dưới là 0975360433 ba. Thì hiện tại thì em đang cầm máy quay phim Và nói chuyện thì nó hơi rung Thì rất mong các bác thông cảm nhé Đấy Em ở cầu giảm Tân Hương, Linh Giang, Hải Dương Bác nào gần có thể qua xem trực tiếp Thì hiện tại thì em còn toàn dòng bếp đời cao phím vặn cũng như phím ấn của Paloma cũng như của zinai toàn bộ là đời cao, bếp cực đẹp, cực chất luôn. Đấy. Giá thì trên một triệu đến tầm 3 triệu quay đầu thôi. Đấy. À, chiếc bếp mặt kính này của một bác đặt em thì uh, ngày mai em sẽ lau và em sẽ quay video cho bác. Thì bác xem được video này thì bác cũng vào xem và để ý ngày mai uh, tức là uh, buổi tối ngày mai em sẽ lên sóng cho bác con bếp mặt kính này và lên sóng một loạt zinai full chức năng và ba lô ma Paloma 340, ba lô bốn mươi ba sáu mươi đấy để cho các bác được xem một giạt ba phím ấn uh, dòng từ hai nghìn 2012 bốn hai nghìn hai nghìn hai đời chót đấy dòng này thì uh, các bác uh, chơi mấy năm trước thì biết rồi nhưng con này thì lồi đồng côi đá luôn đấy giá chỉ trên hai triệu một chút thôi tầm giờ thì giá nào em cũng bán đấy, giá từ trên một triệu đến ba triệu quay đầu đấy giá nào em cũng bán bán đi để còn lấy chỗ để bếp từ thì đúng lịch là thứ ba tuần tới là hôm nay là thứ hôm nay là chủ nhật ngày mai thứ hai tức là hai hôm nữa là sẽ có bếp từ lên một loạt cho các bác đấy từ tuần sau là chỉ ăn mới bán bếp từ và bán hàng thôi thì hiện tại thì em cũng hết hàng rồi Thế nên là chỉ còn muốn bếp từ thôi thì dọn nốt là và lên video đều cho các bác đấy bác lấy bếp ga thì ca lô cho em nhé giá nào em cũng bán và cái hai là hút ẩm thì Miền bắc bắt đầu chuyển không khí rét và đón uh, mưa xuân. Đấy, đón chào mùa xuân. Thì uh, bác nào mà đang cần hút ẩm, sấy quần áo và uh, hút ẩm phòng thì các bác alo cho em. Nhà thì đang còn rất nhiều hút ẩm nhá. Vứt lăn vứt lóc lung tung beng luôn hết lại cho ra. Hút ẩm thì năm nay bán rất chậm, ế còn rất nhiều. Đấy bác nào lấy thì cứ alo cho em hút ẩm. Uh, giá rất là bình dân, từ 1 triệu đến 10 triệu đều có hết. Từ những con VIP siêu khủng em cũng có hết không thiếu nào cả bác nào lấy alo cho em ngày hôm nay thì em không có thời gian để lên video cho các bác được đấy chi tiết được thì rất mong các bác thông cảm bởi vì là hôm nay là bận là tháo bếp ga tháo bếp từ ra dọn đấy ngày mai thì thợ người ta bắt đầu làm rồi ngày mai có đội thợ mới người ta về người ta làm rồi đấy thì dọn ngày mai bắt đầu thứ ba bắt đầu lên bếp từ đều cho các bác rồi đấy bao nào lấy bếp ga thì ủng hộ em nhé giá nào em cũng bán cứ alo là mua được thích mẫu nào thì cứ điện cho em Baloma phím vặn này phím ấn này zinai phím vặn phím ấn này toàn bộ đời cao cho quá nhá bao lấy cứ alo cho em giá thì trên một triệu thôi đến 3 triệu quay đầu đấy toàn bộ là dòng bếp ga dòng bếp ga phun hết hai tỷ cảm biến hết nhá không có mua bếp ga đời cổ đâu nhá con nào cũng đời cao hết toàn bộ phun chức năng hết rồi đấy bao nào đang tìm hiểu mua bếp ga thì cứ alo cho em nhá xin phép em kết thúc video ở đây hôm nay em sẽ quay video hơi ngắn bởi vì là tập trung để kiểm nốt bếp từ Đấy. xin phép em chào các bác nhá